Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Into Mobile. Mi 10 Youth 5G thì là sản phẩm đã được ra mắt từ khá lâu và anh em cũng đã biết quá rõ. Nhưng hôm nay thì mình đang có một phiên bản Mi 10 Youth đặc biệt, phiên bản Doraemon, phiên bản giới hạn và kỷ niệm 50 năm. Và chúng ta sẽ có những gì ở bên trong phiên bản này và nó đặc biệt ở đâu thì bây giờ mình sẽ cùng chia sẻ đến cho các bạn nhé. Mức giá thì các bạn có thể tham khảo tại Into Mobile theo một đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Doraemon là một bộ truyện đã quá quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta rồi, kể cả những anh em 8X hay 9X, hiện nay đến 2000 thì không biết, chủ yếu là ai tuổi thơ bất hạnh quá thì mới không biết đến nhân vật Doraemon mà thôi. Đây là một nhân vật ở trên bộ truyện của họa sĩ Fujiku đến từ Nhật Bản và bây giờ thì đã được đưa lên một tác phẩm điện thoại như thế này. Thì mình sẽ cùng mở hộp ra cho các bạn xem rằng bên trong nó sẽ có những gì. Thì đây là tất cả những thứ mà chúng ta sẽ nhận được. Đầu tiên là một cái figure con Doraemon rất đẹp mắt. Và nếu như anh em được cầm trên tay con Doraemon này thì anh em sẽ thấy nó có một cái độ hoàn thiện rất là tinh xảo. Ở đằng sau thì cũng sẽ có một dòng chữ thể hiện rằng đây là một nhân vật được sử dụng bản quyền của tác giả, in rất rõ ở trên đầu con Doraemon như thế này. Chúng ta bỏ qua một bên và đây sẽ là nhân vật chính, chiếc Mi 10 Youth Doraemon. Mình sẽ nhấc lên và lấy cho nó dễ. Và với cái phiên bản này các bạn sẽ có một mặt lưng với đầu chú Doraemon ở đằng sau. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái ốp lưng nhìn rất là xinh xắn đáng yêu, màu trắng, và đây sẽ là Doraemon màu xanh rất là nổi bật trên cái ốp lưng này. Và khi mà đeo nó vào chúng ta sẽ có một sản phẩm quá trời đẹp. Tiếp tới ở bên dưới thì các bạn sẽ có thêm, đấy là một bộ sạc cáp. Không biết là sạc cáp này bên trong nó có Doraemon hay không. Đáng tiếc thì nó vẫn sẽ chỉ là một bộ sạc cáp thường mà thôi, màu trắng này. Và bên dưới thì cũng sẽ là một sạc thường, sạc nhanh. Và các bạn sẽ có bên cạnh, đấy là sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta vẫn sẽ không có tai nghe trên cái phiên bản đặc biệt Doraemon này. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta là chiếc Mi 10 Youth 5G phiên bản Doraemon. Thì thực chất ra cái chiếc máy này, ngoài cái việc là tặng kèm thêm một con figure, ngoài việc là có một cái hộp đẹp hơn và cái mặt lưng với hình chú Doraemon, thì bên trong cái phần cứng của nó thì cũng không khác biệt gì so với những chiếc Mi 10 Youth phiên bản thông thường. Chúng ta vẫn sẽ có ở đây là bộ 4 camera với cam chính 48MP, cam ultra wide 8MP, cam zoom tele 5x 8MP và cuối cùng là camera 2MP. Tức là chúng ta sẽ chỉ có một cái đặc biệt về cái mặt tinh thần đối với những bạn thực sự là fan của chú mèo máy Doraemon, và nó cũng sẽ có giá trị sưu tầm khi mà chúng ta mua về sau đó sử dụng một thời gian sau để trưng vào tủ, nó cũng rất là đẹp. Nhưng đấy là đối với những ai thực sự là fan hoặc thực sự nhiều tiền mà thôi. Còn với mình, mua điện thoại về là phải để dùng. Hay đặc biệt nữa, đấy là với cái phiên bản Doraemon này thì khi các bạn mua, các bạn cũng sẽ có sẵn một bộ theme Doraemon nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương ở đây. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã có cách để có thể đưa bộ theme này lên những chiếc máy Xiaomi thông thường. Nhưng nếu như mà đưa lên máy thông thường mà mặt lưng lại không được như thế này thì nhìn nó cũng chả đồng bộ và nó cũng sẽ không đặc biệt bằng cái chiếc máy phiên bản Doraemon Real. Đó là những thứ mà chúng ta cần phải biết và cần phải lưu ý. Chiếc máy này thì vẫn sẽ sở hữu cấu hình với chip Snapdragon 765 8GB 128GB nhớ trong, và các bạn sẽ có khả năng sử dụng 5G trên nó. Có màn hình kích thước 6.5 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tấm nền Super AMOLED mang lại những trải nghiệm màu sắc rực rỡ, tương phản tốt, độ sáng cao, và cũng như là chúng ta sẽ có một góc nhìn rất rộng, không có điểm gì để chê. Tổng quan lại thì với cái chiếc Mi 10 Youth này nó sẽ mang lại cho các bạn những gì? Thứ nhất, chúng ta có một cấu hình tốt với chip Snapdragon 765, nó còn mang lại cho các bạn khả năng sử dụng được 5G. Thứ hai đó là các bạn sẽ có một con figure Doraemon nhìn rất là đẹp với cái độ hoàn thiện rất cao. Đây là Doraemon bản quyền nha, chứ không phải là kiểu mấy bên làm nhái. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ có một chiếc máy với họa tiết rất đẹp, màu xanh đẹp luôn. Và đặc biệt hơn, đấy là nó sẽ trở thành một món đồ rất giá trị đối với những bạn là fan của chú mèo máy Doraemon. Và trên đó là video mình trên tay nhanh cái sản phẩm Mi 10 Youth Doraemon này. Và nếu như các bạn đang quan tâm về nó thì đừng ngại ngần, hãy bấm vào đường link ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video, đặt ngay một chiếc Mi 10 Youth phiên bản Doraemon tại Into Mobile. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Into Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.